Xin chào tất cả các em đã đến với lớp học văn của cô Thu ngày hôm nay. Các em thân mến, văn hóa tinh thần của con người thời cổ đại cũng rất đa dạng, nhiều màu sắc với những tín ngưỡng, phong tục tập quán trong cộng đồng, những sinh hoạt văn nghệ dân gian đặc sắc góp phần quan trọng làm nên bản sắc văn hóa độc đáo của người Tây Nguyên. Tín ngưỡng là một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của con người, bởi tín ngưỡng là yếu tố thứ nhất trong văn hóa chi phối nhiều lĩnh vực khác thuộc văn hóa tộc người. Người ED có tín ngưỡng đa thần, họ quan niệm rằng các thần linh ở ba tầng, trời, mặt đất và dưới nước, các thần như ở trong mọi vật, như bao bọc lấy thế giới, người sống, là những lực lượng siêu nhiên chi phối đời sống hiện thực của con người. Họ luôn có mong muốn, khát vọng, chinh phục thế giới siêu nhiên ấy. Và ngày hôm nay, cô cùng các em tìm hiểu đoạn trích Đan San đi bắt nữ thần mặt trời. Trước tiên thì chúng ta phải tìm hiểu khái niệm sử thi. Sử thi là tác phẩm từ sử dân gian có quy mô lớn, sử dụng ngôn ngữ có vần, nhịp, xây dựng những hình tượng nghệ thuật hoành tráng, hào hùng để kể về một hoặc nhiều biến cố lớn diễn ra trong đời sống cộng đồng của cư dân thời cổ đại. Đặc trưng, nội dung của sử thi có tính rộng lớn, kể về sự kiện trọng đại của quá khứ, biểu hiện toàn bộ đời sống văn hóa, lịch sử của cộng đồng, thể hiện quá trình vận động của tộc người qua các giai đoạn khác nhau. Nghệ thuật của sử thi là những câu chuyện kể văn xuôi, lẫn văn vần, có sử dụng các yếu tố thành ngữ, tục ngữ, những từ ngữ cổ, hình thức nghệ thuật, ngôn từ dân gian. Chúng ta đi vào phần tóm tắt, tìm hiểu về đoạn trích Đan San đi bắt nữ thần mặt trời. Sau khi đã chiến thắng Mơ Tao Mơ Xây để giải cứu Hơ Nhị Hơ Bờ Nhị, Đan San đã trở thành một tù trưởng giàu mạnh, vang danh đến thần, tiếng tăm lừng lẫy khắp núi rừng. Nhưng chàng vẫn quyết tâm ra đi để chinh phục nữ thần mặt trời, muốn bắt nàng về làm vợ lẽ cho mình. Để từ người Ede bên bờ sông cho đến người Mơ Đông ở dưới thấp không có một ai dám trái lời. Không một tù trưởng nào có thể sánh với chàng được. Đan San đã một mình đi suốt nhiều ngày liền, băng rừng, vượt núi để đến nhà nữ thần mặt trời. Tuy nhiên, chàng đã bị từ chối. Đan San đã ngạc nhiên ra về, mặc cho nữ thần mặt trời đã cảnh báo chàng sẽ chết khi mà mặt trời lên. Trên đường trở về, cả người và ngựa của Đan San đều bị kéo chìm xuống bùn lầy. Chúng ta đi vào phần tìm hiểu về văn bản. Thì văn bản này được trích trong sử thi Đan San của người ED. Chia văn bản ra thành 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, từ đầu, bắt đầu động đậy. Đan San đến nhà Dampray, muốn Dampray cùng mình đi bắt nữ thần mặt trời. Tiếp theo đến, tôi về đây, vượt qua nhiều chông gai, Đan San đã đến được nơi ở của nữ thần mặt trời và bày tỏ mong muốn được lấy nàng. Còn phần còn lại, đoạn 3, nữ thần mặt trời đã từ chối khiến cho Đan San buồn bã trở về. Ngay lúc mặt trời lên mà không đợi mặt trời lặn, ngựa và Đan San đã bị chìm. Để tìm hiểu sâu sắc về văn bản thì cô và các em sẽ đi vào cảm nhận về văn bản. Trước tiên, ở phần thứ nhất, đó là hành trình đi bắt nữ thần mặt trời của Đan San. Đan San đến nhà Dampray thì cảnh tiếp đón Đan San. Tôi tớ đã trải dưới một chiếu trắng, trải trên một chiếc đỏ làm chỗ ngồi. Thuốc sợi cả khom đồng, thuốc lá cả sọt đại, trầu vỏ cả cùi to. Đốt một gà mái ấp,
Giết một gà mái đẻ, giã gạo trắng như hoa epang, sáng như ánh mặt trời, nấu cơm mời khách. Trẻ tu ra lươn, trẻ epang mân ông, ai đi lấy nước, cứ đi lấy nước, ai đánh chiêng, cứ đánh, ai cắm cần, cứ cắm cần. Và cảnh tiếp đón chàng tam sân được diễn ra rất là quy củ, hoành tráng, có đầy đủ những đồ dùng và đồ ăn. Dự báo về hành trình của Đam San tới nhà nữ thần mặt trời, đó là một con đường hiểm trở đầy chướng ngại và đối diện với cái chết. Rừng rất nhiều cọp, rắn, đường đi hái cà, hái ớt người ta trồng đầy trông lớn, trông nhỏ. Cho nên chàng Năm Pakavay đã khuyên Đam San, nước thì nhiều đỉa, rừng thì nhiều vắt, người ta chưa hề đem nhau đi vào đó bao giờ. Ven rừng đầy xương người, trong rừng đầy xương bò, xương trâu, biết bao tù trưởng nhà giàu, biết bao dũng tướng anh hùng đã bỏ mạng nơi đây. Rừng đen đất nhão là nơi đã chôn vùi nhiều tù trưởng nhà giàu. Tôi cột riêng bằng thừng, tôi trói riêng bằng dây, tôi không cho riêng đi vào đấy đâu. Tôi xin cúng cầu phúc cho riêng một lợn, tôi xin tiễn chân riêng một trâu, tôi không cho riêng đi vào rừng thiêng của nhà trời đâu. Ở đấy trông lớn nhiều như lông nhím, trông nhỏ nhiều như lông chó, con sóc nhảy vào thân nó cũng khó mà vẹn toàn nữa là. Còn thái độ của chàng Đam San khi nghe lời khuyên của Năm Pakavay, Đam San đã tỏ thái độ rất là kiên quyết, quyết tâm và không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Cảnh tượng đến ngôi nhà của nữ thần mặt trời, chàng đã đến được nơi. Chàng thấy có bãi thả trâu, thả bò, có sương mù bao phủ, bờ rào làng dưới răng dây đồng, trên răng dây sắt, cái thang trông như cái cầu vòng, cối giã gạo bằng vàng, chày cũng bằng vàng, tòa nhà dài răng rặc, voi vây chật sàn sân, chiêng xếp đầy ngoài nhà, cổng chất đầy nhà trong, tôi tớ trai gái như ong đi lấy nước, như vỏ vẽ đi chuyển hoa, các xà ngang, xà dọc đều thép vàng. Cảnh ở nhà của nữ thần mặt trời, lung linh, đẹp đẽ và hào nhoáng. Phần thứ hai, chúng ta cảm nhận về hình ảnh nữ thần mặt trời. Nàng mặc váy ánh như sét, loáng như trước, mái tóc vén bên tai. Nàng từ trong buồng đi ra, cửa buồng lên bừng sáng. Nàng đi trông như diều bay ó liệu, như nước lững lờ trôi cũng không bằng. Thân hình như cái nụ tai, cổ như cổ cong. Nàng đã toát lên vẻ đẹp độc nhất, vừa toát lên được sự quyền uy của nữ thần. Nữ thần mặt trời đã từ chối Đam San. Vì nếu như nàng mà đi thì lợn dưới gà trên, cọp tê giác ngựa trong cũng sẽ chết hết. Chết cả người cu, người Lào vì hết đất làm nương. Chết cả người Ede, Ega vì không có nước uống. Chết cả gâm gỳ, cu xanh vì không có trái ăn. Cây trong rừng sẽ tuyệt diệt, cây trên rú cũng sẽ chết khô. Lau lách sẽ ngừng đâm chồi, cỏ cây sẽ tàn lụi. Đất đai sẽ nứt nẻ, sông suối sẽ cạn khô. Nữ thần mặt trời mà rời đi thì mặt đất sẽ không có sự sống. Cây cối và loài vật, con người cũng sẽ bị hủy diệt. Cho nên chàng Đam San đã bị từ chối. Ở phần thứ ba, đó là kết cục của chàng Đam San ở rừng sáp đen. Đam San đã chết lún trong rừng sáp đen. Và bà Sun Irit, anh đã sống tuyệt đẹp trong khát vọng và chiến công. Anh đã chết trong tư thế hiên ngang của người anh hùng bộ tộc. Cái chết bi tráng của Đam San mang ý nghĩa bi kịch của lịch sử của thời đại vô cùng sâu sắc. Hành động của Đam San tuy có sức nổ công phá hay hướng, anh đi bắt nữ thần mặt trời, trải qua bao gian nan khổ ải, anh đã đi tới nơi mà anh muốn. Nhưng suốt cuộc anh phải trả giá bằng máu. Bi kịch ấy mang sắc màu thời đại,
Nó nói lên mâu thuẫn gay gắt giữa khả năng hữu hạn và khát vọng vô hạn của người anh hùng. Mặc dù vậy, nhân vật Dan San vẫn mãi mãi là hình ảnh người anh hùng lý tưởng tuyệt đẹp của bộ tộc Ede xưa và nay. Trong tâm hồn con người Việt Nam thì chàng dũng sĩ Dan San đời đời bất tử. Chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối cùng của tác phẩm. Đó là phần đánh giá. Về mặt nội dung thì đoạn trích đã khẳng định sức mạnh và ngợi ca vẻ đẹp của người anh hùng Đam San. Một người trọng danh dự, gắn bó với hạnh phúc gia đình và thiết tha với cuộc sống bình yên, phồn vinh của thị tộc, xứng đáng là người anh hùng mang tầm vóc sử thi của dân tộc Ede thời cổ đại. Về mặt nghệ thuật so sánh phóng đại các hình ảnh sự vật được đem ra làm chuẩn, so sánh được lấy từ thế giới thiên nhiên, từ vũ trụ bao la, để cao tầm vóc lớn lao của người anh hùng, khát vọng không có giới hạn cộng đồng Ede về một tương lai hùng mạnh, thịnh vượng.